Liên quan đến kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi suốt thời gian qua của Israel, hôm qua Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định tạm dừng tiến trình này để xoa dịu làn sóng biểu tình và đình công vốn đã kéo dài suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng sẽ nối lại kế hoạch khi điều kiện cho phép. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi việc cải cách tư pháp nhằm khôi phục sự cân bằng giữa các lực lượng chức năng song song với việc đảm bảo và củng cố quyền công dân. Dựa trên trách nhiệm cũng như quyết tâm ngăn chặn sự rạn nứt tại Israel, tôi quyết định tạm dừng các phiên thảo luận thứ hai và thứ ba về dự luật cải cách tư pháp trong phiên họp Quốc hội hiện nay. Điều này nhằm đạt được sự đồng thuận rộng rãi về vấn đề này trước phiên họp Quốc hội tiếp theo. Mỹ đã lập tức hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Netanyahu, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để tạo ra thời gian và không gian cho sự thỏa hiệp. Gói cải cách tư pháp sẽ siết chặt quyền kiểm soát của nhà nước đối với việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp, trao cho cơ quan lập pháp nhiều quyền lực hơn trong việc bổ nhiệm các thẩm phán tòa án tối cao. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng điều này sẽ gây nguy hại cho nền dân chủ.